Vượn cáo đuôi vòng, tên khoa học là Lemucata, là một loài linh trưởng mũi ước lớn, loài vượn cáo dễ nhận biết nhất với chiếc đuôi vòng trắng và dài. Giống như tất cả các loài vượn cáo khác, nó là loài đặc hữu của đảo Madagascar và được các nhà khoa học đánh giá là một trong những loài linh trưởng thông minh nhất trên đảo. Một nghiên cứu mới do các nhà sinh vật học từ Đại học Tokyo, Nhật Bản tiến hành cho biết vượn cáo đuôi vòng cái cũng bị thu hút bởi mùi hương giống như trái cây do con đực tiết ra. Vào mùa sinh sản, vượn cáo đực chà sát các tuyến trên cổ tay vào đuôi để tạo ra mùi hương, sau đó vẫy chúng về phía con cái trong một hành vi được gọi là tán tỉnh hóa học. Sự thật thú vị là, mặc dù con cái lãnh đạo và thống trị bầy nhưng vượn cáo đuôi vòng lại theo chế độ đa thê chứ không phải đa phu. Luôn có một con đực alpha giao phối với hầu hết con cái trong đàn, gồm cả con cái thống trị. Mặc dù được liệt kê là nguy cấp trong sách đỏ của IUCN do bị phá hủy môi trường sống, nhưng vượn cáo đuôi vòng sinh sản dễ dàng trong điều kiện nuôi nhốt và là loài vượn cáo đông đúc nhất trong các vườn thú trên toàn thế giới, với số lượng hơn 2.000 cá thể. Nó thường sống thọ 16 tới 19 năm trong hoang dã và 27 năm trong điều kiện nuôi nhốt.